gái khỏa thân đi xe máy, câu chuyện buồn, nhiều người thương cảm. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ khỏa thân thản nhiên điều khiển xe máy chạy trên đường đông người. Sau khi xuất hiện, clip nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm, chia sẻ của cư dân mạng. Đa phần ý kiến đều tỏ rõ sự bức xúc trước hành động thiếu ý thức của cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò để tạo sự nổi tiếng. Tuy nhiên, theo người thân và hàng xóm của cô gái, sự thật hoàn toàn không phải như nhiều người đang nghĩ. Chiều 22 tháng 10, phóng viên chúng tôi tìm về thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phong, phó trưởng thôn Thế Trụ xác nhận, cô gái khỏa thân đi xe máy trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội mấy ngày vừa qua là chị NTHN, sinh năm 1990. Theo ông Phong, cô gái này vốn mang chứng bệnh thần kinh, rất nhiều lần không làm chủ được hành vi của mình. Ông Phong chia sẻ, hôm xảy ra sự việc cũng là lúc chị ấy đang có biểu hiện không bình thường rồi cởi hết quần áo lấy xe chạy ra đường. Thấy mọi người xem video chửi mắng chị ấy thậm tệ quá, chúng tôi cũng thấy thương. Tâm sự với chúng tôi, chị NTM, chị họ của N cho biết hoàn cảnh của cô rất éo le. Bố N trước từng tham gia bộ đội, sau khi trở về nhà mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại. Cách đây mấy năm, trong một lần lái xe máy đi làm, bố em không may gặp tai nạn. Kể từ đó, đầu óc của ông không còn tỉnh táo, mang nhiều biểu hiện của chứng bệnh tâm thần. Mọi gánh nặng trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai của mẹ N. Thế nhưng tai họa này chưa qua, tai họa khác lại ập đến với gia đình. 2 năm sau khi bố N gặp tai nạn, thì N, từ một cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, bỗng xuất hiện nhiều biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Chị M chia sẻ, lúc đó N học lớp 9, đang yên ổn, tự dưng có nhiều biểu hiện lạ, không giống người thường. Lo lắng cho con gái mình nên mẹ N đã xin trường cho con nghỉ học 1 năm để đi chữa bệnh. Hơn 1 năm sau khi chữa bệnh, N đã khá hơn trước, nhưng căn bệnh của N không khỏi hoàn toàn. Từ đó đến nay, nhiều lúc đang bình thường, N bỗng có biểu hiện lạ lùng, không làm chủ được bản thân. Kể từ ngày mắc bệnh, cuộc sống của N dựa vào những viên thuốc thần kinh. Nếu không có thuốc, N lại trở nên lạ thường, không thể kiểm soát. Gia đình của chị để cho chị lập gia đình với hy vọng bệnh tình của con gái mình sẽ khỏi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chị M nghẹn ngào. Từ lúc mắc bệnh đến giờ, đã rất nhiều lần N làm những việc khác người. Hôm 20 tháng 10 xảy ra vụ việc kia là do lúc ấy N tái phát những biểu hiện lạ, không biết gì nên mới như vậy. Mọi người không hiểu được nên chửi N, nghĩ mà thấy thương. Thương gia đình nó, người bình thường ai lại làm việc như vậy? Kinh doanh thất thu ở tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội. Thưa quý vị, sau 5 tháng ra mắt hoạt động từ tháng 5 năm 2016, nhiều hộ kinh doanh trên phố Lê Trọng Tấn cho rằng việc thiết kế biển hiệu đồng bộ khiến kinh doanh ế ẩm, buôn bán thất thu. Phố Lê Trọng Tấn thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội được xem là tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội bởi các biển hiệu kinh doanh dọc con đường được thiết kế đồng bộ về màu sắc và kích thước. Ở phố này, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp được sử dụng mẫu biển hiệu chung do chính quyền quy định. Cụ thể, biển quảng cáo phải có chiều cao so với mặt đất 3,2m đến 3,3m, màu sơn chỉ được sử dụng 2 màu xanh và màu đỏ, chiều cao bảng biển hiệu là 1,1m. Phóng viên VTC News đã có cuộc khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh trên phố Lê Trọng Tấn. Rất nhiều chủ các cửa hiệu kinh doanh phàn nàn về việc biển hiệu gây khó khăn cho họ trong kinh doanh. Chị Nguyễn Thanh Nga, chủ cửa hàng kinh doanh đồ điện tử cho biết, gia đình tôi kinh doanh ở đây đã 10 năm rồi, sau khi có biển hiệu mới, kinh doanh chán hẳn. Nhiều khách hàng phàn nàn biển hiệu quá giống nhau, tìm địa chỉ rất khó. Từ đợt áp dụng biển theo quy định chung, doanh thu gia đình tôi giảm khoảng 1/3 so với trước đó. Chị Trần Thị Thùy Linh, kinh doanh quần áo trên phố Lê Trọng Tấn chia sẻ, trước đây cửa hàng chúng tôi có biển hiệu riêng, logo riêng rất bắt mắt. Biển gắn dọc với cửa ra vào, chữ to, dễ đọc. Từ khi xây dựng biển mới này, rất nhiều khách phàn nàn rằng biển cao quá, rất khó nhìn, vừa chạy xe máy vừa tìm địa chỉ vô cùng nguy hiểm. Ban ngày đã khó nhìn vậy rồi, đi ban đêm còn không phân biệt được cửa hàng nào với cửa hàng nào luôn. Chị Linh cho rằng chính quyền chỉ nên quy định tiêu chuẩn về kích cỡ biển, còn nội dung biển nên để doanh nghiệp tự bài trí theo cách riêng của đơn vị mình. Việc quy định biển hiệu làm tăng tính mỹ quan đô thị nhưng kinh doanh giảm sút sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm buồn bã cho biết, tôi kinh doanh ở đây đã được 8 năm nhưng chưa bao giờ thấy doanh thu xuống thấp như vậy. Doanh thu cửa hàng giảm 1/2 so với ngày còn sử dụng biển cũ. Mỗi cửa hàng kinh doanh một mặt hàng riêng, thương hiệu, logo riêng, tại sao lại phải dùng chung một mẫu do chính quyền xây dựng? Cửa hàng bao năm kinh doanh tốt, nay chỉ còn khách quen ghé vào.
khách vãng lai họ ít mua vì chỉ chạy xe lướt qua. Biển quảng cáo thì cao quá, khách họ không đọc được nên có biết trong cửa hàng kinh doanh gì đâu. Cả phố biển giống nhau, cửa hàng mỹ phẩm biển hiệu không khác gì cửa hàng mắm tôm ở bên cạnh. Đặc biệt, quan sát trên tuyến phố Lê Trọng Tấn, cứ cách 4 đến 5 cửa hàng mở cửa lại có một vài cửa hàng đóng cửa im lìm. Thậm chí, một số cửa hàng giao tin chuyển nhượng cho thuê lại. Anh Nguyễn Hoàng Anh, một người dân sống lâu năm ở phố Lê Trọng Tấn cho biết, gần đây một số cửa hàng phải chuyển nhượng hoặc trả lại cho chủ nhà. Lý do trả cửa hàng là do kinh doanh ế ẩm, trong khi tiền thuê cửa hàng vẫn phải trả hàng tháng. Không thể bám trụ được nên một số chủ cửa hàng đành nghỉ bán hoặc chuyển nhượng. Anh Hoàng Anh chia sẻ thêm, ở đây cây xanh không có, trời nắng nên không có khách đi bộ. Những người đi xe máy thì họ chạy nhanh vì đường nay rộng hơn xưa. Vậy nên quán xá ở đây buôn bán điều hưu, vắng vẻ lắm. Trao đổi với dân trí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng bộ môn quản trị thương hiệu thuộc Đại học Thương mại Hà Nội cho rằng, việc đồng bộ biển hiệu sẽ mất đi tính nhận dạng thương hiệu của các doanh nghiệp. Biển quảng cáo chính là điểm tiếp xúc đầu tiên giúp người tiêu dùng hiểu được một phần nào đó về sản phẩm mà doanh nghiệp muốn truyền tải. Biển quảng cáo chỉ còn hai màu xanh và đỏ sẽ làm mất đi tính đặc trưng của doanh nghiệp và gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm.